Chào mừng bạn đã đến với loạt video hướng dẫn về Django của Developer Việt Nam. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upload file, upload ảnh trong Django. Đầu tiên ở module Home mình sẽ tạo thêm một folder có tên là Media. Trong folder Media này mình sẽ tạo thêm hai folder con. Một là folder Image để lưu trữ ảnh. Hai là folder file để new file. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cấu hình để cái project mình nó hiểu là mình có một folder media để chứa file và ảnh. Đầu tiên các bạn vào file setting.py. Các bạn hãy import thư viện OS vào. Sau đó các bạn khai báo biến media urn có giá trị là đường dẫn đến folder media. Sau đó các bạn khai báo biến media rod để bố tách của các bạn hiểu. Khi upload file, upload ảnh thì file ảnh đó phải vào folder có tên là media. Sau khi cấu hình xong ở file setting thì các bạn sẽ vào file urn.py. Ở đây các bạn sẽ import thêm hai thư viện, một là static, hai là setting. Sau đó sau dấu ngoặc vuông các bạn sẽ viết là cộng static mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Sau đó trong dấu ngoặc tròn chúng ta sẽ gọi đến hai cái biến media urn và media rod mà chúng ta đã khai báo ở file setting. Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong cho việc upload file và upload ảnh. Bây giờ mình sẽ build lại project xem nó có lỗi gì không. Vậy là project của mình không có lỗi gì cả. Do mình muốn mỗi nhân viên sẽ có thêm hai thông tin, một là avatar, hai là CV. Lên trong bảng employee mình phải thêm hai trường avatar và CV cho nó. Các bạn hãy vào file model.py ở module employee. Đầu tiên mình sẽ thêm trường avatar. Do trường avatar này là ảnh nên mình sẽ sử dụng hàm image field. Mình muốn khi upload ảnh thì cái ảnh đó sẽ vào folder image nên ở đây mình sẽ viết là upload to bằng image. Và trường avatar này có thể null nên ở đây mình sẽ ghi null là fail. Do ở đây mình thêm trường mới vào bảng có sẵn nên là phải khởi tạo giá trị ban đầu cho nó. Ở đây mình sẽ khởi tạo giá trị ban đầu cho nó là null. Tiếp theo mình sẽ khai báo trường CV. Trường CV này có định dạng là file nên ở đây mình sẽ sử dụng hàm file field. Mình muốn file upload lên nó sẽ vào folder file nên ở đây mình sẽ ghi upload to bằng file. Trường CV này cũng có thể loan nên ở đây mình sẽ khai báo loan là fail. Ở đây mình cũng gắn giá trị khởi tạo cho nó là loan.
Vậy là mình đã xong việc khai báo thêm hai trường avatar và CV trong bảng employee. Bây giờ mình sẽ thêm nó vào hàm str để nó có thể hiển thị nội dung lên. Tiếp theo mình sẽ thêm tiêu đề cho nó. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem hai trường avatar và CV đã hiển thị lên bảng employee ở trong trang admin chưa. Vì đây là thay đổi ở database nên mình phải chạy lệnh make migration. Ở đây nó báo lỗi là mình chưa cài cái thư viện pnow, thì bây giờ mình sẽ cài nó. Thì cú pháp để cài là pip install pnow. Vậy là mình đã cài đặt xong thư viện pnow. Bây giờ mình sẽ chạy lại lệnh make migration. Tiếp theo mình sẽ chạy lệnh migrate để build project của mình. Bây giờ mình sẽ run server và kiểm tra xem bảng employee của mình đã có hai trường avatar và CV chưa. Như các bạn thấy thì mình đã thêm được hai trường avatar và CV vào bảng employee. Ở đây mình đã chuẩn bị bốn cái ảnh và bốn cái file, thì bây giờ mình sẽ test xem nó đã upload được ảnh và file lên chưa. Mình sẽ update cho bốn nhân viên là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C và Nguyễn Văn D. Như các bạn thấy thì mình update không có lỗi gì cả. Bây giờ mình sẽ vào thư mục image và file để xem bốn cái ảnh và bốn cái file này nó đã vào đúng thư mục chưa. Thì như các bạn thấy ở đây, bốn cái file và bốn cái ảnh thì đã vào đúng thư mục mà mình muốn. Bây giờ mình sẽ thực hiện để bốn cái ảnh này và bốn cái file này nó hiển thị lên giao diện. Mình sẽ vào file employee.html. Thì đây là giao diện hiện tại của trang employee. Cái bảng danh sách nhân viên này mình sẽ thêm hai cột, một cột là ảnh đại diện, hai là CV. Đầu tiên mình sẽ thêm tiêu đề cho nó. Tiếp theo mình sẽ lấy dữ liệu để hiển thị lên giao diện. Để hiển thị ảnh thì mình phải sử dụng thẻ image. Thì trong thuộc tính src này thì mình sẽ ghi đường link đến cái ảnh mà mình muốn. Vì cái ảnh này mình muốn nó không quá to nên ở đây mình sẽ fix cứng độ lớn cho nó. Chiều rộng mình cho nó là 80 pixel, chiều cao mình cũng cho nó là 80 pixel. Tiếp theo mình sẽ cho hiển thị tên file CV của mỗi nhân viên.
Bây giờ mình sẽ mở giao diện lên xem nó có lỗi gì không. Thì như các bạn thấy thì giao diện của mình không có lỗi gì cả. Và ảnh đại diện của mỗi nhân viên với cả CV của mỗi nhân viên thì đã được hiển thị. Bây giờ mình muốn khi kích vào cái file CV này thì nó sẽ hiển thị nội dung của cái file đó. Ở cái cột CV này mình sẽ dùng thẻ Ahrefs. Trong thuộc tính href này mình sẽ ghi đường link đến cái file CV. Mình muốn khi nhấn vào cái đường link này thì nó sẽ mở sang một tab mới. Nên ở đây mình sẽ thêm thuộc tính target bằng blank. Bây giờ mình sẽ mở lại giao diện test xem nó đã được chưa. Hình như đằng Chrome nó không hỗ trợ mở file Word nên ở đây mình sẽ thay bằng một file PDF. Thì như các bạn thấy mình đã mở được file PDF ở cửa sổ mới. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách upload file, upload ảnh đơn giản trong Django. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm sửa xóa cơ bản trong Django. Cụ thể là thêm sửa xóa nhân viên ở trên trang giao diện chứ không cần phải vào trang admin nữa. Thì video này mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.